Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang Sức AQ của mình. Thì, trên đây hôm nay mình đang đục mẫu mặt dây chuyền là mẫu mặt trái tim, là mình sẽ là mặt đôi bạn nhé. Đấy. Mẫu mặt dây chuyền trái tim là trái tim đôi, là dạng trái tim cặp đấy các bạn ạ. Thì trên đây là mình đang setup máy cho máy nó chạy, xong là tí nữa thì máy nó sẽ đục ra những cái mặt trái tim nó thành cặp thành đôi, thì mình sẽ ghép vào hai lửa với trái tim là sẽ là một cặp. Lát nữa đây thì mình sẽ quay cái thành phẩm sau cho các bạn xem. Bạn nào có nhu cầu muốn chạm khắc hay là mài chế tác đá từ đá tự nhiên thành trang sức, các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Bên mình là một xưởng máy đá, mình là nhận gia công và chế tác đá theo yêu cầu. Máy bắt đầu nó chạy hết một lượt rồi nhé các bạn nhé. Thì bắt đầu nó sẽ chạy cái rãnh giữa. Đây này, những cái mẫu kia thì nó đã chạy cái rãnh giữa rồi này. Thì ở đây là cái nước nó bắn, như các bạn nhìn không rõ thôi. Đây này, như ra cái màn hình này thì mình sẽ chỉ các bạn rõ hơn. Thì là sau khi máy nó chạy hết cái vòng viền bên ngoài, bây giờ nó sẽ tiến hành là chạy cái giữa này để tách đôi cái mặt trái tim này ra, thì nó sẽ thành một cặp nhé. Đây nhá các bạn nhá, sau khi mình mới lúc đây là mình chạm máy xong, thì bây giờ mình tiến hành vào mình mài, mình tách nó ra và mình ghép thành đôi. Sau tí nữa thì mình sẽ tiến hành mài bo dáng và mài đánh bóng cái sản phẩm của bên mình nhé. Sau khi thợ đã đánh bóng và khoan lỗ xong thì cái sản phẩm là mình sẽ mang vào bên này cho các bạn xem này. Đấy. Đây là một mặt dây chuyền cặp trái tim đôi. Thì cái này sẽ là đeo cặp này. Các bạn mua về thì mỗi người sẽ đeo một cặp, chẳng hạn như là một cặp nam nữ. Đấy, hoặc là chúng ta chia ra cho anh, cho em, cho chị cùng cặp. Các bạn nhìn này, mỗi một cặp thì nó sẽ có một cái đường gân này giống nhau, nên là khi mua về thì mình sẽ lựa đúng một cặp cho các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.